Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì là buổi sáng đầu tuần. Tôi chúc quý vị và các bạn một tuần đầy năng lượng. Hôm nay thì trong chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ trả lời câu hỏi về một bạn ly hôn. Bạn hỏi như thế này: chị ơi, cho em hỏi chút chuyện về vợ chồng, hôn nhân và gia đình. Em bị tòa án hủy đăng ký kết hôn khi em chưa đủ tuổi. Em có hai con, thì chị cho em hỏi là em bị hủy đăng ký kết hôn như thế thì con cái em muốn nuôi dưỡng em phải làm thế nào hả chị? Chị cho em xin ý kiến tư vấn với. Thưa quý vị và các bạn, để trở lại cái vấn đề mà hủy kết hôn theo quy định của pháp luật, thì chúng ta quay về cái việc kết hôn đúng theo quy định của pháp luật. Thì như thế này quý vị và các bạn, vì tôi cho rằng là em nữ, cho nên tôi sẽ lấy hai ví dụ. Một ví dụ theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000, thì theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000, các bạn nữ từ đủ 17 tuổi, tức là thí dụ như bạn sinh ngày 1 tháng 1 năm 2000, thì đến ngày 2 tháng 1 năm 2017 là bạn vừa mới tròn cái sinh nhật 17 tuổi, thì bạn được kết hôn theo quy định của luật. Tuy nhiên rằng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, thì nếu trong trường hợp bạn đủ tuổi kết hôn là đủ tròn 18 tuổi, lấy cái ví dụ như là ngày 1 tháng 1 năm 2000 bạn sinh ra, thì phải đúng ngày 1 tháng 1 năm 2018, bước qua ngày 2 tháng 1 năm 2018 thì bạn mới được quyền kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Như vậy, những trường hợp được xem là vi phạm cái quy định của luật hôn nhân gia đình thì bị hủy. Thì do bạn đã nộp đơn và tòa án đã hủy cái hôn nhân gia đình theo quy định của pháp luật, về cái hậu quả, chúng ta biết rồi, khi hôn nhân và gia đình thì có ba mối quan hệ. Thứ nhất đó là việc nhân thân, ly hôn, mâu thuẫn ly hôn. Thứ hai là con chung và người trực tiếp nuôi con. Thứ ba là tài sản chung và nợ chung. Có một số bạn hỏi: chị Thu ơi, chị phân thành 3 không đúng mà chị phân thành 4. Tôi cho rằng là cái việc phân tài sản chung và nợ chung gộp vào một cái cũng được, hoặc phân rành nợ chung và tài sản chung vào trong một cái quan hệ tranh chấp là thứ ba đều ổn, không có gì phải quá đáng. Trở lại vấn đề là em đã bị tòa án hủy đăng ký kết hôn khi em chưa đủ tuổi thì con em như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, đây là bộ luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Cái điều 12 á, hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật. Khoản 2, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ con được giải quyết theo quy định quyền và nghĩa vụ của cha mẹ con khi ly hôn. Khi việc kết hôn trái pháp luật thì hai bên chấm dứt quan hệ vợ chồng. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ con được giải quyết theo quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ con khi nuôi con. Như thế này bạn ạ, nếu trong trường hợp em đã bị tòa án hủy kết hôn, hủy đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, trong trường hợp em có hai người con thì thông thường mẹ sẽ nuôi một bé và ba sẽ nuôi một bé và khỏi phải cấp dưỡng. Nếu trong trường hợp em có hai bé thì em yêu cầu được nuôi thì người còn lại phải cấp dưỡng theo quy định của pháp luật. Trong này có nhiều vấn đề lắm. Nếu con dưới 3 tuổi thì trên nguyên tắc mẹ là người trực tiếp nuôi con. Nếu con 7 tuổi thì hỏi ý kiến của bé. Như vậy em nhé, việc hủy đăng ký kết hôn thì đã hủy rồi, còn con cái thì vẫn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, tùy theo thời điểm hủy. Và tôi nghĩ rằng là con cái thì vẫn theo chế định của luật hôn nhân và gia đình thôi. Nếu có một con, ở trong này có hai con, có hai con thì trên nguyên tắc mỗi người nuôi một bé, em và chồng em, mỗi người nuôi một bé. Nếu trong trường hợp em yêu cầu được nuôi hai con thì chồng em phải có nghĩa vụ cấp dưỡng, thế thôi.
Trở lại vấn đề là hủy đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, thì quý vị và các bạn biết rồi, cách đây vài năm ở phương tiện báo chí có đăng một cái việc mà sau khi hủy đăng ký kết hôn, khi mà người vợ muốn ly hôn đã nộp đơn ở tòa án, tôi nhớ nó ở thuộc tỉnh Tây Ninh, thì khi mà người vợ nộp đơn thì tòa án đã chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát và cho rằng tại thời điểm này người chồng đã vi phạm về luật hình sự, về độ tuổi kết hôn, tành thai và sau đó chuyển hồ sơ sang hình sự. Kết quả thì người vợ đã lên đường đi Đài Loan và để lại một cái hậu quả là người chồng một mặt vẫn phải ôm hai đứa con, một mặt phải nuôi hai đứa con và phải tù tội. Sau đó thì bản án đã được giám đốc thẩm kháng nghị và cho rằng là mặc dù những cái tình tiết được quy định trong luật như vậy, tuy nhiên là có những cái yếu tố miễn trừ. Và tôi cho rằng ngay chính bản thân tôi khi nhận một cái vụ kiện ly hôn nào đó ở tòa, tôi cũng rất thận trọng, tôi và cả thư ký của tôi nữa tìm coi, ồ bé này kết hôn và bé này khi mà có con như vậy thì đã đủ theo quy định của pháp luật hay chưa, để tránh những cái trường hợp khi chúng ta nộp vào thì dễ, nhưng mà khi hồ sơ từ tòa mà chuyển qua viện kiểm sát để truy tố về cái quy định của luật hình sự thì rất là đáng tiếc. Đây là một trong những hàng loạt cái câu hỏi trả lời của khách hàng trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Các bạn sẽ hỏi tôi là nguồn kinh phí của luật sư lấy từ đâu ra, thì cũng thú thật với quý vị và các bạn, tôi cũng đang trong cái quá trình song hành để đi đến những cái việc ổn định về kinh tế một mặt song song với việc tạo giá trị cho xã hội. Nếu quý vị và các bạn là người thực sự khó khăn thì chúng ta sẽ không có trả phí và luật sư cũng sẽ tư vấn. Còn nếu như trong trường hợp các bạn có nhà ý trả tiền cho luật sư thì hãy xin liên hệ để được để luật sư cho số tài khoản để chuyển khoản. Đây là cái tâm, cái đạo của một con người. Tôi cũng không có ý kiến là sẽ tư vấn hết, nhưng luật sư cũng phải có những cái nguồn sống để đảm bảo cái nhu cầu về sức khỏe, về điều kiện sinh hoạt. Thì cái nguồn thu duy nhất của luật sư là từ khách hàng tư vấn và làm cái hồ sơ trong quá trình tranh tụng. Kính mong quý vị và các bạn hiểu như vậy. Và khi các bạn hiểu như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy rằng luật sư cũng cần lắm những cái điều kiện vật chất để cho đi, để mưu cầu cuộc sống hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng rằng là mỗi ngày luật sư sẽ post trên cái kênh Luật Sư Thu Đoàn để cho các bạn, quý ông bà, cô bác và anh chị một cái nguồn kênh chính thống từ những người có kiến thức luật và có kinh nghiệm trong cái quá trình thực thi và thực hiện những cái quy định của pháp luật vào trong đời sống. Nếu quý vị và các bạn tin tưởng thì hãy đặt câu hỏi và để phía dưới đường link của YouTube, tôi sẽ dễ dàng trả lời quý vị và các bạn hơn. Xin trân trọng cảm ơn.